Sau tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Phủ Chủ tịch, đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên xe di chuyển về Hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình. Người đứng đầu Nhà Trắng cùng đoàn tháp tùng đã tới đặt hoa tại Phù Điêu cố thượng nghị sĩ John McCain, người bắc cầu cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Phóng viên Thanh Huyền sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Thưa quý vị, sau khi kết thúc buổi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Việt Nam, vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến đài tưởng niệm cố thượng nghị sĩ John McCain bên Hồ Trúc Bạch. Tại đây, Tổng thống cùng đoàn tháp tùng đã đặt hoa tại Phù Điêu cố thượng nghị sĩ John McCain trước khi ra sân bay Nội Bài để trở về Hoa Kỳ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Phù Điêu tưởng niệm cố thượng nghị sĩ John McCain nằm ven Hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, khắc họa hình ảnh ông McCain, phi công Hoa Kỳ cùng máy bay Douglas A4 Skyhawk bị bắn rơi vào ngày 26 tháng 10 năm 1967. Khi ném bom miền Bắc và phải nhảy dù xuống hồ. Sau hơn 5 năm ở nhà tù hỏa lò, ông McCain được trao trả theo Hiệp định Paris vào năm 1973. Trở về nước, ông McCain tham gia chính trị và nỗ lực để bình thường hóa, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông cũng nhiều lần trở lại Việt Nam tới thăm Phù Điêu ghi dấu sự kiện mình và chiếc máy bay bị quân dân Việt Nam bắn rơi. Thượng nghị sĩ John McCain qua đời vào ngày 25 tháng 8 năm 2018. Trước đó, trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8 năm 2021, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã tới đặt hoa tại bức Phù Điêu để tưởng niệm cố thượng nghị sĩ John McCain. Vâng thưa quý vị, người dân thủ đô và du khách cũng đã có mặt tại đài tưởng niệm ngay trong chiều ngày hôm nay để ghi dấu sự kiện lịch sử này. Tổng thống Mỹ đã đến Hà Nội và chúng tôi cảm thấy rất là xúc động và tự hào. Có lẽ là đây là cái nhiệm kỳ mà ông đang đương chức và ông đã đến Hà Nội lần đầu tiên trong cái nhiệm kỳ này. Thì tôi là người dân Việt Nam thì tôi cũng rất là vui mừng và đón nhận những cái gì tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Theo chương trình tôi được biết cách đây vài phút thì Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Mỹ đã đến đây đặt vòng hoa tưởng nhớ đến ông John McCain. Và sự kiện đấy cũng là một cái dấu ấn rất là quan trọng bởi vì dù sao nữa cũng gợi lên cái quan hệ giữa hai nước trong quá khứ và bây giờ chúng ta hướng về tương lai mà. Dân Hà Nội và nói chung là dân Việt Nam rất là phấn khởi. Thì được biết kết quả hội đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Mỹ Joe Biden rất tốt đẹp. Đặc biệt là quan hệ hai nước nâng lên cấp đối tác chiến lược toàn diện. Đấy là kết quả rất là tốt đẹp. Và chúng tôi rất hy vọng trong thời gian tới thì quan hệ hai nước sẽ phát triển tầm cao hơn và xứng tầm mong đợi của hai nước. Sau khi đặt hoa tại Phù Điêu, cố thượng nghị sĩ John McCain, đoàn xe của Tổng thống Joe Biden hướng đường Võ Chí Công qua cầu Nhật Tân để ra sân bay Nội Bài. Và đúng 16 giờ, Tổng thống Mỹ Joe Biden rời khỏi sân bay Nội Bài trên chiếc Không Lực 1 kết thúc 2 ngày công du tại Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, đúng vào dịp Việt Nam-Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đối tác chiến lược toàn diện là tầm cao nhất trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới. Việt Nam hiện có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 4 nước gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc và giờ đây là cả Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ngày hôm nay 11 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp và chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại việc chỉ 5 tháng sau ngày đất nước độc lập, 16 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman, bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do những điều kiện, hoàn cảnh của lịch sử, mong muốn ấy đã phải trải qua nhiều thác gành, thử thách. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và khẳng định rằng chưa bao giờ quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp như ngày nay. Từ cựu thù trở thành đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch nước tin tưởng mạnh mẽ, tiếp nối chiều dài lịch sử quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ với niềm tin, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau với xung lực mới mà hai nước chúng ta xác lập trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngài Tổng thống. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh mẽ và thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Tổng thống Joe Biden và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Cảm ơn Ngài Tổng thống đã dành tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam trên các cương vị khác nhau và có vai trò rất quan trọng.
cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đến đối tác chiến lược toàn diện như ngày nay. Thủ tướng cho biết thêm, hôm nay là ngày 11 tháng 9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ với Ngài Tổng thống về nỗi đau thương mất mát của người dân Hoa Kỳ trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Quan điểm của Việt Nam là chống khủng bố dưới bất cứ hình thức nào. Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho ông và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ, tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Thưa quý vị, ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tham dự hội nghị cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ về đầu tư và đổi mới sáng tạo. Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành và 14 doanh nghiệp tiêu biểu của Hoa Kỳ và Việt Nam. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp hai bên đã có các trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thực chất về cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực chính: công nghệ và đổi mới sáng tạo, đầu tư sản xuất, dịch vụ tài chính và fintech, thương mại, dịch vụ. Đây cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam xác định sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ông và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thống nhất đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước dành thời gian, công sức, trí tuệ, nguồn lực ưu tiên cho đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn. Chính sách nhất quán của Việt Nam là kêu gọi đầu tư, mở cửa thị trường với tất cả các đối tác doanh nghiệp trên toàn thế giới, trong đó đặc biệt quan tâm các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho rằng hiện nay là cơ hội để hai nước thúc đẩy quan hệ, không chỉ trong lĩnh vực đầu tư, đổi mới sáng tạo mà trên tất cả các lĩnh vực, nhằm mang lại sự phồn thịnh chung. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là điểm khởi đầu. Hai nước, doanh nghiệp hai nước cần cùng nhau củng cố, tăng cường hợp tác để tiến xa hơn trong tương lai. Tổng thống Joe Biden khẳng định, Hoa Kỳ sẽ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam để nắm bắt cơ hội, tiềm năng của mình. Đề nghị Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Việt Nam nói riêng tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy phát triển. Trong đó có các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Và nhấn mạnh, việc hợp tác, chia sẻ không chỉ trong lúc phát triển thuận lợi mà ngay cả khi khó khăn, rủi ro có thể xảy ra.